tụi mình ngồi đây và các bạn cũng đã thấy trên bàn rồi, đó chính là một sườn khổng lồ. Đây gọi là cái gì nhỉ? Đây gọi là núi sườn khổng lồ. Núi sườn khổng lồ trước mặt mình ấy, nó rất là to, không biết là mọi người nhìn nó có to không, nhưng mà thật sự rất là nhiều. Đây là mình gọi 5 suất. Đây là mình gọi 5 phần mà 5 phần cho mỗi phần là 2 người ăn đấy. Tức là phần này sẽ là có 10 người ăn. Tại vì lúc đầu á không biết là nên quay bộ phim đấy là nên quay cái gì. Xong mới thấy chị Yến với chị Hạnh làm món cũng sườn cây khổng lồ Thái Lan á. Trời nhìn hấp dẫn quá. Mà mọi người cũng khen ngon ấy. Thế là mình tò mò bởi vì mình chưa bao giờ ăn thử món này. Ừ. Cô đã đi Thái nó ăn rồi nhưng mà tụi mình chưa, tụi mình quyết định order cái này. À, ăn trong bao lâu thì mình nghĩ là với thức ăn của mình thì mình nên rất gọn. 15 phút. Khoan, món sườn như thế này thì phải chụp hình chứ. Đấy. Ừ đúng rồi, quên mất. Tại vì đang có con Samsung Galaxy A50 có đến 3 camera cho nên là chụp cái hình trước nha. Đấy. Cái Samsung Galaxy A50 này thì mình có thể mua ở 7S với mức giá cực kỳ ưu đãi, nên là bạn nào có thể quan tâm thì click vào đường link ở bên dưới nhé. Trời ơi, thèm quá. Mình là một cái đứa mà rất là thích ăn xương sổ, mình không thích ăn thịt lắm đâu nhưng mà mình rất thích cặm xương. Đây là bây giờ là 3:30 và 3:45 sẽ kết thúc nhá. Ok, 15 phút. Ở đây thì mình có hai loại nước chấm là nước mắm với lại muối ớt. Ớt đúng không ta? Muối ớt hay muối ớt, muối ớt xả. Ôi, nhìn ngon lắm luôn nên mình sẽ lấy từ chóp trước. Này, đây trong một miếng đấy. Khi mà mình xem ở trên bên Thái Lan ấy thì mình thấy là nó chỉ là một cây thôi, nhưng mà cái cây nó rất là dài, cái ống xương rất là dài, nhưng mà ở Việt Nam thì nó lại to chứ nó lại không dài. Ở Thái Lan á thấy là đa số là lấy xương, gọi là xương cái sườn á, cột sống với lại xương sườn. Còn đây thì ở Việt Nam thì sẽ là nhiều xương ở nhiều bộ phận của con heo luôn. Đấy, nghe cho cuội nói ấy, thì cái màu xanh của bên Thái Lan là ớt, còn ở đây là có cả hành. Ngon. Đổi vị ngon ghê. Ngon nhờ. Dạo này thì bọn mình hay quay những số mà nó ngăn ngán ấy. Xong bọn mình hôm nay đổi sang xương, xong rồi chua cay cay. Tính chất của bữa hôm ngày hôm nay là mình phải gặm với lại mình phải đeo qua tay ấy, nên là nếu mà có gì mà tí bọn mình chơi hết son ấy thì mọi người thông cảm. Mình sẽ chấm cái này. Cái món này người ta làm cũng rất là nhẹ. Cứ nên vừa ăn á. Thế mà ăn không ăn với cơm á cho nên là nó khá nhạt. Tức là tưởng nó sẽ chua hơn, nhưng mà hóa ra là cũng chua lắm. Dễ ăn. Cái vị của nó giống như là canh sấu hay là canh me của mình ấy. Ngon quá. À, chua quá. Ăn với nước thì ngon. Cái món này nổi rần, nổi đình, nổi đám một thời ở Thái Lan luôn á. Đây cho chi một miếng. Muối được rồi. Mà cái bảo là phải xếp hàng chờ rất là lâu để mới có thể ăn được cái món này. Bây giờ nếu các bạn không cần đi Thái Lan thì các bạn có thể ăn ở Sài Gòn mà. Nhớ nhúng với nước cho nó ngập nước. Ở đây là có hành nè, có rau ngò, có ớt xanh. Ớt xanh. Cái quả ớt xanh ớt hiểm mà nó kiểu ớt hiểm á. Ớt hiểm khá là cay. Cái Thái cũng đâu phải là lạnh đâu nhỉ, mà sao người ta lại ăn kiểu chua cay cay nhỉ. Người ta thích ăn những cái món mà vị của Thái Lan nó rất là đậm. Cái gì cũng rất là đậm đà. Ừ, cũng có thể đó. Bởi vì thường anh đem món Thái cũng thấy như thế. Ok quá. Phải ăn thêm một chút nước nữa này mới ngon. To quá. Này sẽ là cái này cầm về tối ăn thì tô cũng ngon đấy nhở. Ừ. Wow. Cái mắt này nó rất là dày ấy. Toàn thịt rồi. Mà nhìn này. Wow, thật sự là chất lượng. Đây cũng là tô hành đúng không mấy đứa? Tô hành. Nhưng mà không có mùi hành. Ừ. Hành không hề có mùi. Mình sợ nhất là cái vị hăng của hành á, thì may quá ở đây là không mùi. Chứ bà tưởng tượng là nó mà nấu với lại đầu hành á chắc chi chết luôn á. Nên cái miếng này không biết là bắt đầu từ đâu bởi vì miếng thịt dày quá mấy đứa.
Ủa. Ui, nhìn cho thịt này. Ui, rất là to ấy. Nhìn này. Ừ. Nó có một cái tủy ấy, một cái tủy ở bên giữa cái đốt sống ấy. Cái đó ngon lắm á. Ừ. Tôi lâu lại ăn trong cái miếng mà kiểu như là nó giữa tủy tủy á, mềm ấy. Việt Nam mình thì có kiểu canh sườn này, xong rồi sườn xào thứ ấy. Nhưng mà ở bên Thái thì có vẻ như người ta thích chơi. Thích gặm. Wow. Kiểu xương xong rồi. Cái này cũng là một miếng rất là nhiều thịt nè. Ừ. Nhưng mà thịt này á, tao cũng nghĩ nó sẽ mềm hơn nhưng mà nó không mềm nục như tao tưởng. Nó nấu cái gì mà chua ấy nhỉ? Chanh à? Không phải chanh. Cái gì ấy? Chua tự nhiên lắm. Hay là giấm nhỉ? Đặc biệt là cái ngò này nấu cái nước chua nó rất là thơm. Ừ. Rất là thơm nước. Thơm nhưng mà nó thanh chứ nó không bị gắt nhé. Nấu quá. Còn 5 phút. Wow. Một đống này nãy giờ có 10 phút rồi á. Nani? Nó chết mặt không? Mưa dính đầy hành, răng này dính đầy thịt. Kiểu đang ăn mặt này nhá, xong rồi thấy sạch sẽ lật luôn mặt này. Em ơi, một cái tảng thịt này nó rất là chắc, hai mặt đầu đầy ắp thịt, rất là chất lượng. Phần này khoảng tầm 200 ngàn. Một phần này 200 mấy? 200 mấy. Bảo đây bọn mình có 5 phần rồi. Kiểu bây giờ cũng cảm giác là ngon, nhưng mà hơi ngắn thịt. Mà có cái nước chua để nó làm đỡ hơn, đỡ ngán hơn. Hết giờ á? Ôi. Còn một miếng. Quay nhìn cái đĩa con này. Nhìn đi. Này mà đi ăn với mẹ chồng thì mẹ chồng sẽ thử bảo là: mày ăn này, mày ăn hết cả của con cái chồng con mày. Như các bạn có thể thấy là tụi mình đã đi túc tát lại một chút cho nó có sức sống trở lại. Chứ cũng vẫn đang rất là ngập ngụa trong đồ ăn. Sau 15 phút thì tụi mình đã chén hết. Ui, nãy quên đếm là đếm là mấy cục. Ừ nhờ. Không, mình nghĩ là mỗi suất khoảng tầm 2 đến 3 cục. 3 cục. Thì 5 suất khoảng là khoảng 15. 15 cục. 15 tảng sườn. Hơn 20 sườn mà cục nó tảng. Thôi, clip này đến đây là kết thúc. Và lần sau nếu các bạn muốn tụi mình làm món gì thì hãy comment ở phía dưới cho tụi mình nhé. Comment nhiệt tình vào để tụi mình có thể chọn ra một cái món gì đó thật là hấp dẫn để mà quay bộ hôm đấy số tiếp theo. Đừng quên truy cập vào trang web của Savores để biết thông tin chi tiết mua hàng nhé. Nãy giờ no quá mà không nói được nữa. Thôi, nếu thấy hay đừng quên like, share và subscribe cho channel nha. Hôm nay ăn gì nữa nha. Ok. Lúc đúng một hôm đấy nha. Bye bye.